Tao không nói mày nghĩ tao hiền à? Anh tính kỹ lắm rồi, con mình chắc chắn là con trai. Con phiền quá rồi đấy nhá. Con xin lỗi. Vợ ơi, anh về rồi này. Anh về rồi đấy à? Anh vào thay quần áo đi, rồi mình nấu sắp xong rồi đấy. Ai cho em làm cái việc này? Hả? Hả? Anh đã bảo rồi, ngồi đây. Đó, cứ để anh lo nha, ngồi đây một lúc. Mà. Anh không biết, nhưng mà anh nói rồi, kể từ bây giờ mấy cái việc nấu cơm dọn dẹp này là anh ke tất. Chỉ cần hai mẹ con em khỏe thôi là được rồi. Nhưng mà em ngồi không cũng buồn chân buồn tay lắm. Với cả việc nấu nướng bếp núc cứ để em làm, trách nhiệm của em mà. Không, anh không biết đâu nhá. Bây giờ anh ke tất nhá. Vợ ơi, anh về này. Anh về ơi. Anh mua thuốc bổ cho em với con này. Nhớ phải uống đúng giờ nhá. Anh mua gì mà lắm thế này? Ôi giời. Tất cả là cũng phải vì ông con trai này. Em cảm ơn chồng nhá. Ui, xem nào. Chắc là cô cậu là quấy mẹ, đạp mẹ nhiều lắm nhỉ. Mai kia con mình ra đời á, anh sẽ phải cho con và em đi du lịch, đi ăn hết những món ngon trên thế giới này luôn. Và vợ chồng mình phải cố gắng kiếm tiền thật nhiều, cho con đi du học, đi học hết tất cả những cái môn thể thao này, rồi những cái trò chơi này, rồi những cái mà những đứa thông minh mới được học. Nhá. Anh cứ như trẻ con ấy. Nhưng mà nhớ là con gái thì sao? Con gái em sao được? Anh tính kỹ lắm rồi, con mình chắc chắn là con trai. Con gái con trai thì cũng đều là con mà. Nhưng mà anh thích con trai hơn. Nhỉ, cu cậu nhỉ. Anh không biết là dưới khuôn viên nhà mình lại có chỗ chơi hay này. Mai kia anh sẽ đưa con hàng ngày xuống đây chơi. Đúng là bố trẻ con rồi đấy. Mà ở đây cũng thoáng nhỉ. Thế thôi mình ngồi ghế nghỉ tí nhá. Vâng ạ, anh đỡ em. Rồi, ok. Rồi, ngồi đây nào. Rồi. Nào, vợ yêu đưa túi đây chồng đeo cho. Ôi trời ơi, cục cưng. Con có khỏe không vợ? Con khỏe ạ. Mà lúc nãy siêu âm, nãy còn mút tay cơ đấy. Thế tức là bác sĩ bảo là con trai hay con gái? Bác sĩ bảo con gái ạ. Này, chân dài giống bố nhá. Thích chưa? Gái à? Anh sao đấy? Ê, anh phải có việc đi rồi. Tí nữa em bắt gọi Grab đi về nhá. Nhá. Không đưa mẹ con em về à? Đã bảo là có việc rồi bắt Grab về. Thank you.
Cái giờ nào rồi mà vẫn còn ngồi nghỉ ở đây? Anh em nén, em mệt quá. Nên là để đi nấu cơm luôn nhá. Em nấu nhanh thôi. Cô suốt ngày chỉ ở nhà ăn với ngủ với nghỉ mà cũng kêu mệt. Thế thằng này đi ra ngoài đường kiếm tiền cả ngày giờ thì sao? Cả nước người ta bầu bí, người ta vẫn đi làm được không? Thì không phải là lúc trước em mới bầu, anh bảo em ở nhà à? Và bây giờ em nghén, em mệt thật. Chứ không phải em giả vờ đâu. Anh cứ thử nghén đi cho anh biết. Cô thì giỏi rồi, đã không biết đẻ lại còn chả treo nữa. Vịt rời ấy, rồi lại đẻ ra vịt rời, muốn thích sự. Anh nói cái gì đấy? Con nào mà chả là con? Có phải một mình em có bầu được đâu? Cô im đi. Đi làm cả ngày về mệt cũng không được yên thân. Suốt ngày nhìn thấy cái mặt thì ghét. Anh bố ơi, bố chơi cùng con nhá. Bố bận lắm, con tự chơi mình đi. Nhưng mà bố chơi với con một chút thôi. Con phiền quá rồi đấy nhá. Bố đã bảo là bố bận mà. Con thấy sao bố làm một tí được không? Con chỉ muốn bố làm ngựa cho con cõng thôi mà. Con còn nhỏ lắm ấy. Đó là phiền, loại vịt rời. Chả được tí sức. Chuyện gì à? Nói mẹ nghe xem nào. Mẹ ơi, tại sao bố lại ghét con? Vì con là con gái phải không ạ? Không. Làm gì có bố mẹ nào ghét con của mình đâu. Không phải đâu, bố ghét con thật mà. Mình nào đến lớp, con cũng thấy các bạn có bố đưa đi đến trường, được thơm vào má. Còn con chưa bao giờ được như thế. Mỗi lần con đến gần bố là bố lại xua đuổi con, lại còn bảo con là loại vì rời. Con hiểu vì rời là gì đấy, là con gái bị ghét vậy hả mẹ? Con gái yêu, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã khiến con phải tổn thương đến như vậy. Con của mẹ lớn thật rồi. Mẹ không hứa, nhưng mẹ sẽ bù đắp cho con nhé. Vâng ạ. Ngoan lắm. Thôi con ngồi đây chơi một lát rồi mẹ đi nấu cơm nhá. Vâng ạ. Để mẹ buộc tóc cho con gái yêu nhá. Xinh gái rồi đây. Sao bố lâu về thế? Bố bận công việc thôi con. Bao giờ bố xong việc nhất định sẽ về đưa mẹ con mình đi chơi mà. Hay là bố quên hôm nay là sinh nhật của con nhỉ? Làm gì có. Một ngày quan trọng như thế bố con làm sao mà quên được. Mẹ con mình cùng đợi nhá. Vâng ạ. Nào, con thích xem kênh này không? Có. Tôi hỏi anh làm cái gì mà tôi nhắn tin anh không trả lời, gọi điện thì không nghe máy hả? Thì cô không thấy là tôi còn đang đi làm bận bù cả đâu đây à? Đâu có sung sướng như mẹ con cô làm ở nhà.
tôi thời gian ngủ không có. Lấy đâu ra thời gian mà trích tin nhắn với điện thoại nữa. Anh suốt ngày công việc, công việc. Anh có biết hôm nay là sinh nhật con bé không hả? Anh làm bố kiểu gì đấy ạ? À? Cô nghĩ là tôi muốn làm bố của loại vịt rời lắm à? Đây nói là biết nhá, đây không cần. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Không có cái loại vịt rời như tôi, anh có cưới được vợ không? Mà tôi hỏi anh, mẹ anh có phải đàn bà không? Nếu không phải, sao lại đẻ ra cái loại khốn nạn như anh hả? Tao không nói, mày nghĩ tao hiền à? Mày lên mặt với tao à? Hôm nay tao cho mày biết thế nào là khốn nạn nhá! Biến ngay vào trong, không có tôi cho cả lũ nữa đâu. Đi vào. Con là con gái nên bố mới ghét. Bố không về nhà ăn cơm, không có yếm bế vòng. Chẳng nhẽ con gái bị ghét thì sao ở bố? Nếu con là con trai thì chắc bố sẽ vui mừng lắm. Con xin lỗi vì con là con gái. Bây giờ con đi. Bố đừng đánh mẹ nữa. Bố! Bố! Anh nhìn thấy chưa? Anh là bố cái kiểu gì? Anh có xứng đáng là bố không? Anh có xứng đáng sống trên đống cỏi này đúng không? Sao lại đi ra đây? Con có biết là bố lo lắng như nào không? Bố xin lỗi. Bố không nghĩ là tìm con bố lại sợ như vậy. Bố xin lỗi. Nhưng bố có cái em bỏ con thế nào thì con vẫn rất yêu bố. Bố đã hứa với mẹ con lúc mẹ con mang bầu con là hàng ngày sẽ cho con ra đây dạo chơi. Từ bây giờ ngày nào bố cũng sẽ cho con ra công viên chơi nhé. Thôi bố con mình đi về đi. Chờ đi con gái. Biết nhá, vì sao tôi rất là sang chảnh. Không chỉ hất người đâu, tôi đánh cả bà đấy. Quỳ. Chỉ ít là một phần tính cách của cô ấy mà đi coi thường khinh bỉ người khác đâu. Em mời anh uống cà phê ạ. Anh cảm ơn.
Anh không biết là em có cái công thức gì mà sao lại pha cà phê ngon đến thế này. Hôm nào em chỉ cho anh nhá. Anh nhớ có một lần em không đi làm, người khác pha cho anh mà không thể nào anh uống được. Nó lạc vị lắm ấy. Thật ạ? Thế mà em cứ tưởng anh định trách phạt thì em cô. Em là một cô thư ký xinh đẹp, vừa thạo việc, lại tốt tính, nhân hậu. Anh rất biết điều đó. Em đã cống hiến cho công ty mình rất nhiều. Anh ghi nhận điều đấy. Thế mà anh có ghi nhận tình cảm của em đâu. Thương, thật sự thì em dành tình cảm cho anh, điều đó ý, anh rất trân trọng. Thế nhưng mà hiện tại anh muốn lo chu toàn cho công việc đã. Nhất là sắp tới có một vài dự án rất lớn nữa. Dạ vâng. Thương này, thật ra thì nói là không có tình cảm với em thì là anh nói dối. Chỉ là bây giờ tình cảm mà anh dành cho em nó chưa lớn đến mức mà để yêu. Thế nên là cho anh thời gian đã nhé. Dạ vâng, chỉ cần câu này của anh thì em có thể đợi được mà. Thôi ạ, em xin phép. Ừ, em ra ngoài làm việc đi. Dạ. Anh nghĩ nói như thế thì chắc chắn là mình đào cơ hội rồi. Từ giờ phải gây ấn tượng thật là tốt mới được. Mà không biết là gia đình anh ấy có khó tính không nhở? Mình có lấy lòng một chút. Ơ, sao con Ngọc này lâu ấy nhở? Alo, Ngọc à? Lâu thế, đến chưa? Tôi định đi thì lại phải học gấp. Mà đợi tôi tầm 15 phút thôi nhá, để tôi phòng đến luôn. Rồi ạ, ờ ok. Bực cả mình, rõ là cao su. Đói quá, kiếm chỗ nào ăn mới được. Ra kia xem. Ba ở đây có những xôi gì đấy ạ? Cô ăn xôi à? Ở đây tôi có xôi lạp sườn này, xôi gấc, xôi lạc, xôi đỗ, xôi ngô. Cô ăn xôi gì? Ừ, cho cháu một xôi trắng đi. Không cho gì cả nhá. Thế thì cô phải đợi. Cô này cô ấy lấy tận 20 gói. Cô đợi tôi gói xong 20 gói cho cô ấy rồi gói cho cô nhá. Vâng, bà cứ làm đi, cháu ngồi đợi. Kia con thêm 5 gói nhá, nhanh nhanh nhá. Ơ, bà định làm cho cháu hả? À đây, tôi xin lỗi, tôi để cô chờ lâu quá, có ngay đây. Vâng. Cô ơi, tôi chỉ xôi cô ạ. Ơ, à, sao bà không cho vào bát à? Sao lại cho vào lá này? Đang mùa lá sen, cho xôi vào lá sen thơm ngon lắm cô ạ. À. Ngon cái gì mà ngon? Ơ, sao cháu đã bảo là không cho lạp xưởng hay cho không cho cái gì vào mà sao bà lại cho này? Tôi chết rồi, tôi quên là do tôi già nghênh ngãng. Nhưng mà cô ơi, lạp xưởng này nhà tôi tự làm, ngon lắm cô ạ. À. Ngon cái gì bà làm lại đi. Mà già rồi tay nghênh ngãng thì đừng có mà đi làm, nghỉ làm đi. Sao cô lại nói thế? Ai mà chả phải trải qua tuổi già, ai mà chả phải nghênh ngãng. Rồi cô sau này... Ơ? À, bà mới nói gì cô? Bà bảo cháu giọng nghênh ngang giống bà á? Này tôi nói cho bà biết nhá, vì sao tôi rất là sang chảnh, quý phái chứ không có chuyện tôi ngồi đây bần hèn như bà đâu. Cô ơi! Ơ! À, rồi ơi! Cháu đã bảo là không cho cái gì mà sao vẫn cho dưa chuột như này hả? Chua lết là ai mà chịu được? Chuột ở vườn nhà tôi tự trồng dưa sạch ngon mà cô. Sạch ngon cái gì? Bà ngửi đi. Này, chua lòm này, ai mà ăn được?
Chắc là cô ở nơi khác mới đến nên không biết rồi. Chứ ở đây ai người ta cũng khen xôi của tôi ngon và sạch sẽ. Lúc nãy tôi bảo là bà không cho gì thì bà cho lạp sửa, xong bây giờ bà bảo là làm lại, bà lại cho dưa chuột vào hả? Để tôi làm cho cô gói khác vậy. Làm gì mà làm. Này tôi nói cho bà biết nhá, hôm nay tôi đói nên tôi mới ghé ở đây thôi. Chứ bình thường không mời tôi vào những cái quán như thế này đâu. Tôi chắc chắn là lần sau không bao giờ tôi quay lại đây nữa. Tôi có làm sao rồi? Mần hết cái váy của tôi rồi. Bỏ ở đây ra. Mần chết đi được. Ôi quá. Ôi mùi quá. Bà nghĩ là ai được đập vào người tôi à? Hà, bỏ đây ra đi. Tôi chỉ định phủi cái váy cho cô thôi. Phủi cái gì mà phủi? Thôi chết đi rồi. Chua quá. Bà, tất cả chỉ tại bà với cả cái đống xô của bà nhá. Thì xôi này, xôi này. Cái đống xô của bà lên mà tôi mới ra cái mối này thôi. Mà cô ơi, tôi có làm gì cô đâu mà cô lại đá hết cả xôi của tôi đi thế này. Không làm gì á? Không phải tại bà thì cả cái đống xô của bà thì sao hả? Nhá, không chỉ hất cái chỗ này đâu, tôi đánh cả bà đấy. Tôi xin cô ơi, cô đừng làm như thế. Đừng làm á? Không làm gì? Bây giờ bà khố không làm như thế gì? Bà quỳ xuống mà lau váy cho tôi đi. Lau sạch cái váy này, nhanh lên. Tôi xin cô, tôi bị đau gối, tôi không quỳ được. Tôi bị viêm khớp. Bà xin mà được á hả? Tôi bảo bà quỳ xuống. Nhanh lên. Tôi xin cô cứ ngồi đấy rồi tôi lau cho cô. Quỳ. Tôi được rồi. Không thể quy. Ơ, anh. Cô đang làm trò gì thế ạ? Bà ấy làm bẩn váy của em. Bây giờ em đang bắt bà ấy phải lau váy thôi ạ. Cô bắt một người đáng tuổi mẹ cô quỳ xuống để lau váy cho cô à? Thì có làm sao đâu ạ. Bà làm sai bà phải sửa sai chứ. Mà em là người bên thân cận bên anh cơ mà. Sao anh không banh bà thế? Bởi vì bà ấy chính là mẹ của tôi đấy. Mẹ? Cái gì cơ ạ? Mẹ. Sao? Người phụ nữ mà cô chê là bẩn thỉu hôi hám chính là mẹ của tôi đấy. Mẹ có sao không? Có đau ở đâu không? Cô ta có đánh mẹ không? Mẹ không sao. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi là mẹ đừng ra ngoài bán xôi nữa. Mẹ ra bán xôi để người ta coi thường, người ta khinh bỉ mẹ như thế này à? Mẹ ở nhà con có để mẹ thiếu thốn cái gì đâu. Mà ở nhà chẳng có việc gì làm, mẹ cũng chán lắm. Ra ngoài này còn được gặp mọi người, còn nói chuyện. Bác, con xin lỗi bác ạ. Thật sự con không biết bác lại là mẹ của chủ tịch con ạ. Con không dám. Bác ơi, con xin lỗi. Thật ra con là thư ký của anh ấy. Cô không biết. Thôi đi. Cô không cần phải tỏ ra quan tâm đến như thế đâu. Tôi nghĩ chỉ những người nào cô coi là tốt, có ích với mình thì cô mới đối xử ân cần. Còn những người khác thì cô chỉ coi là rơm là rác thôi à? Em xin lỗi. Tôi nghĩ rằng cô là một người thông thạo công việc, tốt tính, ngoan hiền. Thế nhưng tôi đã lầm. Có lẽ cô nên thay đổi đi. Chí ít là một phần tính cách của cô ấy. Còn về phần công việc, cô rất tốt. Nhưng đến hôm nay thì tôi quá thất vọng khi nhìn thấy một phần bản tính xấu xa của cô rồi. Có lẽ những lời ban sáng tôi nói với cô, tôi xin rút lại. Bởi vì tôi cần một người vợ nhu mì. Mẹ tôi cần một người con dâu ngoan hiền, hiếu thảo. Chứ không phải một thứ con dâu ăn mặc sang trọng mà đi coi thường khinh bỉ người khác đâu. Mẹ, để con đưa mẹ về. Sao mày dám tát tao hả? Em muốn đưa mẹ đi đâu thì đi. Anh núp dưới váy vợ mà anh không thấy nhục à? Mày đừng có mà nói láo. Cút. Tao không cần cái đoạn đàn bà ăn bám vô dụng như mày. Cút về nhà mày đẻ đi. Cút. Tao không cần cái loại đàn bà ăn bám như mày. Tôi vì anh mà từ bỏ mọi thứ để chăm lo cho cái gia đình này. Anh ngoại tình mà anh còn đánh tôi à? Thì sao? Nhà của tao, tiền của tao, tao đi với ai đấy là việc của tao.
Cái loại đàn bà ăn bám như mày không biết điều ấy, cút về nhà mày đẻ đi. Anh cút. Thôi con ạ, về đây ở với mẹ nhá. Không được mẹ ơi, cô ấy không ở đây được. Nhưng mà con ơi, em nó đang gặp chuyện như thế này mà không lo cho nó sao được hả con? Con gái đi lấy chồng như cái bát nước đổ đi à, bây giờ ở đâu ra cái kiểu bỏ chồng xong rồi về nhà mẹ đẻ ăn bám như thế? Đổi lại mẹ nghĩ xem, xong rồi mẹ coi nhà chồng cô ra cái gì? Nhưng mà con ơi, mẹ, con là con dâu của mẹ, con được cưới hỏi về đây đàng hoàng. Đổi lại con ở địa vị của Trang đi, xong con làm như thế thì xong rồi con bỏ về để ăn bám nhà mẹ đẻ. Con hiện tại mới là con gái của mẹ đấy, mẹ hiểu không? Thôi, cứ để Trang ở đây một vài hôm, sau rồi thì tính tiếp. Không được nhá, tôi vì nuôi cả cái nhà này đã vất vả lắm rồi, bây giờ bắt tôi phải sống cảnh bà cô em chồng, nuôi báo cô thêm một người nữa, thế tôi sống kiểu gì hả? Làm sao mà sống nổi? Thôi rồi, tóm lại là cô không đi gì, tôi đi. Con thôi mẹ ạ, để con dọn ra ngoài ở cũng được, để cho mẹ và gia đình anh chị đỡ khó xử. Con ơi, con thế nào con? Mẹ đừng hỏi chuyện của con nữa. Tại sao chân của mẹ? Không sao đâu con ạ. Mấy hôm trước mẹ bị ngã, rồi mấy hôm nữa nó khỏi ngay mà. Sao cô lại về đây? Ai cho phép cô vào nhà tôi? Tôi về để thăm mẹ. Tại sao chân mẹ bị thương mà chị không đưa mẹ đi khám? Chỉ là một vết thương nhẹ ở chân, sao phải khám? Đây đấy, thừa tiền. Thế tiền tôi gửi về hàng tháng cho mẹ đâu? Có phải là chị cầm chị tiêu hết rồi không? Thế bà ta ở nhà tôi, bà không phải ăn, không phải tiêu à?
Kìa Trang. Mày, con Danh, sao mày dám tát tao hả? Hai người đã đuổi tôi rồi thì thôi đi. Đến mẹ mà hai người cũng đối xử tệ bạc. Hai người còn xứng đáng làm con không hả? Em thôi đi. Nếu em không hài lòng, em muốn đưa mẹ đi đâu thì đi. Anh đúng là cái đồ nhu nhược. Anh núp dưới váy vợ mà anh không thấy nhục à? Anh nghĩ là anh dựa vào cô ta thì sự nghiệp của anh sẽ thăng tiến chắc. Anh có biết là công ty của cô ta sắp phá sản rồi không? Này, mày đừng có mà nói láo. Tôi nói láo á? Có đúng là công ty của cô đang cố gắng ký kết hợp đồng với công ty Nghĩa Đô không? Vừa hay đấy là công ty tôi đang làm. Và dự án đấy cũng là do tôi phụ trách. Chàng ơi, thật ra là chị không biết. Em đưa cho xin lỗi. Tôi đã định để tình người một nhà mà giúp đỡ. Nhưng mà nhân cách của hai người quá tệ bạc rồi. Mình đi thôi mẹ. Từ giờ con sẽ chăm sóc mẹ. Hai người cứ chờ đấy mà phá sản đi. Căn nhà để hai người đem ra thế chấp để trả nợ tôi đã mua rồi. Tốt nhất là sau 3 ngày nữa cút khỏi nhà này cho tôi. Người ta đẻ xong ấy, hôm sau đã làm việc bình thường rồi. Chỉ có cái loại lười ấy, thì mới nằm ẫn ra đấy để chờ hầu thôi. Cái người đẻ này, anh còn nợ cũng đẻ. Cái chàng ấy bác, bẩn thỉu và lười lắm bác ạ. Khiếp. Bác nấu ăn thế này, nhà cháu không biết nổi đâu ạ. Đúng là cái loại nhà quê, bẩn thỉu không chịu được. Việc nhà thì không làm được. Nhà con không biết trông thì là như nào. Không, đây ai làm chịu được. Nằm đấy bạn bà. Đây, con ngồi đấy à, đi gọi cấp cứu đi. Ôi dồi ôi, cái thằng con rể, nó làm gì mà gọi mãi không thấy nó nghe máy. Cái lưng của tôi cả ngày ngồi ở trên xe đau quá. Này, cô cứ làm như là trên đời này một mình cô biết đẻ hay sao nhở? Chị ơi, cho em thư thư mấy hôm nữa để vết mổ nó lành hẳn rồi em nấu cơm cho cả nhà. Người ta đẻ xong ấy, hôm trước hôm sau đã làm việc bình thường rồi. Chỉ có cái loại lười ấy, thì mới nằm ẫn ra đấy để chờ hầu thôi. Cái nhà này không có thói lười này đâu. Đừng có tưởng đẻ xong nằm ra đấy chờ khắc hầu. Có chuyện gì mà ông xòm thế? Ngủ không yên. Cái mùi gái đẻ này tanh lợn lợn này. Đấy, cậu xem vợ cậu đấy. Đẻ được một tuần rồi. Cơm không nấu nổi một bữa. Nhà cửa không dọn. Tôi về nhà tôi nhìn thấy cảnh nhà cửa này, tôi bắt chán ra ấy. Đấy, cô xem nào. Tranh thủ vào nấu cơm trưa đi. Tôi lau nhà làm gì nữa. Mới thì thôi. Suốt ngày chị tôi phải nói như hết cả đời. Chào cả nhà. Ơ mẹ. Mẹ lên xong bảo con đón. Tao ra chơi à? Ừ. Mấy hôm bố con Trang ốm quá nên là con Trang nó đẻ, tôi không lên chăm được. Mong cả nhà thông cảm. Cả nhà vất vả quá. Ôi giời ơi bác ơi, đẻ đái có cái gì to tát đâu mà phải lên đây để chăm với chả bẵm. Mà thôi, cũng may là bác lên đây. Đằng nào thì cũng sắp Tết, nhà nhiều việc lắm. Vâng, cô cứ để đấy tôi làm hết cho. Cho con Trang nó nằm nghỉ ngơi. Nó sinh mổ nên là phải nằm cho nó vết mổ nó lành. Mẹ đúng đấy ạ. Con chả biết vợ con để đái thế nào. Suốt ngày gì. Thôi, bác ở đây chơi. Cháu vào trong chuẩn bị ít đồ, lát cháu đi có việc. Con đi kiếm cái gì ăn đây? Nhà chả có gì ăn. Mẹ ngồi xuống đi mẹ. Mẹ đi đường có mệt không? Mày không phải lo cho mẹ. Thôi mày vào nghỉ ngơi đi. Nhìn mày xanh xao này, mẹ xót lắm. Vâng ạ.
Nhưng mà sao mẹ mang nhiều đồ thế này? Con đã bảo không phải mang gì lên rồi còn gì nữa. Đấy, gà nhà mình đấy, mẹ nuôi đấy, nó mới đẻ nên là mẹ mang luôn cho mày ăn cho tầm bổ. Mấy cả bố mày ấy xót mày lắm đấy, bố cứ bảo là mang những cái đồ mà nhà chồng mới cả nuôi mang lên cho con ăn cho sạch sẽ mà an toàn. Bố mày mà biết nhìn thế này thì ông ấy khổ tâm lắm đấy. Thôi đi vào nghỉ ngơi đi, để đấy mẹ làm hết cho. Thôi đi vào đi. Vậy con vào phòng nhá. Ừ, thôi đi vào đi, xong rồi mẹ rửa ráy chân tay rồi vào mẹ, mẹ bế cháu cho. Ôi, có cơm rồi này. Cả tuần nay em được ăn cơm nhà nấu. Ôi, thế con ơi, thế tuần vừa rồi cả nhà mình ăn gì hả con? Nhà con ăn cơm bụi mẹ ạ. Nhà có ai nấu đâu. Trước đây thì vợ con nấu, chị Huyền thì đi làm tối ngày. Mà công nhận, ăn cơm ngoài ngắn đến tận cổ mẹ. Thế thì con Trang, nó ăn gì hả con? Vợ con á, vợ con toàn ăn cháo thôi. Chị bỏ ra đi mày. Chị đâu về? Tao đi làm đẹp chứ đi đâu. Tết nhất đến nơi rồi. Cô ơi, tôi nấu cơm hết rồi đấy. Cô thay quần áo rồi ăn cơm đi. Thôi thôi, cháu ăn luôn xong rồi cháu thay sau cũng được. Mà đấy, cứ nhanh nhẹn như bác thế này thì ai nói được câu gì. Cái Trang ấy, nó đã vụng về, bẩn thỉu mà lười lắm bác ạ. Thôi, em nó có gì dại dột hoặc là chưa biết cái gì thì mong cô chỉ bảo em nó. Vâng. À bác ơi, bác lấy cho cháu tí nước mắm ấy. Và bác cho cháu ít mì chính vào nhá. Ăn nước mắm mà không có mì chính cứng khó nuốt lắm. Vâng. Để tôi vào, tôi quay lại cho cô nấu. Vâng, bác nấu lại đi. Món này á, phải ăn nóng hổi mới ngon. Thiếp. Sao chị? Nhìn thế này, sâu kìa. Thiếp, này sao nuốt nổi. Ừ. Sao trong rau có dâu này. Ghê thật đấy. Bác ơi, cháu biết ý, là bác lên đây phụ giúp con gái. Thế nhưng mà bác nấu ăn thế này, nhà cháu không nuốt nổi đâu ạ. Đúng là cái loại nhà quê, bẩn thỉu không chịu được. Thôi mẹ ngồi xuống ăn cơm đi, con cũng no rồi. Nào, con của mẹ ngoan nào, không khóc nữa. Ngoan, mẹ thương nhá. Mà sao con bé nó không nhiều đấy nhở? Con cũng không biết được mẹ, tối nào con bé nó cũng khóc như thế. Chắc là cháu của bà khóc dọa đề rồi. Thôi ngoan nào. Này, cô trông con cái kiểu gì đây? Để cho trẻ con nó khóc vắng hết cả nhà lên. Không để cho ai ngủ à? Em xin lỗi ạ, để em dỗ cháu. Mà tôi không hiểu cô làm mẹ, làm dâu con cái kiểu gì. Việc nhà đã không làm được rồi, bây giờ con không biết trông thì là như nào. Cô ơi, trẻ con nó khóc là chuyện bình thường mà cô. Mới cả trẻ con sơ sinh thì làm sao mà nó biết dỗ là mà nín ngay được. Nhà hàng xóm cũng có người đẻ kìa.
nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe tiếng khóc. Là do cô vụng về, đừng đổ lỗi cho ai cả. Thôi, gì đây? Dỗ con đi. Khóc này ai mà chưa có nổi. Chị về phòng với chị. Mẹ, mẹ cách nào chỉ với vợ con chị này, chán lắm rồi. Bắt ôm mất rồi. Quá đáng lắm rồi, không phải chịu nổi nữa. Thôi, xem như thế nào, mẹ đón con với cả con bé về quê, mẹ chăm cho. Đến lúc nào khỏe mạnh thì lên. Chứ mày mà sống như này thì mày phát điên phát rồ đấy con ạ. Thôi mẹ ạ, thuyền theo lái, gái theo chồng, làm sao mà con bỏ chồng con được. Mày thấy khổ chưa hả con? Ngày xưa không chịu nghe lời mẹ, cứ thích đâm vào cái nhà này, làm vợ làm dâu, cho nó khổ chưa. Mà thôi, đưa con bé con đây, mẹ dỗ cho, mà nằm nghỉ đi. Thôi, mẹ làm cả ngày mệt rồi, để con dỗ cháu cho. Mẹ cố một tí cũng không sao, chứ mày mà để cho cái vết mổ ấy, nó vỡ ra, nó mưng mủ ấy, thì còn khổ nữa con ạ. Thôi cứ đưa đây, nằm nghỉ đi, nhanh lên. Ôi, bà thương con nhá. Con ngoan này, để cho mẹ nằm nghỉ luôn nhá. Thôi con nín đi nào, để cho mẹ con ngủ nhá. Trang ơi, Trang. Bà ơi, ra nhờ tí. Có chuyện gì vậy anh? Cô xem nay xem nào, ra mua sắm ít đồ Tết đi chứ. Chả lẽ năm nay cô để không có Tết à? Này, đi ra chợ mua ít đồ, xong về dọn dẹp nhà cửa đi, không thì không kịp đâu. Vâng ạ. Trang ơi, Lên. Thôi con đi vào nghỉ đi, để lấy mẹ đi chợ cho. Gái đẻ là phải kiêng cữ, không về già là khổ lắm đấy con ạ. Thôi, vào nghỉ đi. Vâng. Thế thì lại phải nhờ cả vào bác rồi. Bác vất vả quá. Có gì đâu mà vất vả cô. Thôi vào đi, để mẹ đi cho. Vào nghỉ đi con. Được rồi, mẹ cứ đi đi rồi con vào nghỉ. Vào luôn đi nhá. Rồi. Đây. Này, cô đi đâu ấy? Dạ, mẹ cô đi chợ rồi. Cô phải ở nhà mà lau dọn dẹp nhà cửa đi chứ. Mà cô nhìn xem, mấy cái trên cao kìa, bẩn lắm. Cô lau hết đi. Mẹ cô chỉ lau ở dưới thấp thôi. Trên cao bẩn mẹ cô có lau được đâu. Mà Tết nhất ý, thì phải sạch bong sáng bóng từ dưới lên trên. Bẩn thiếu này á, tôi không chịu đâu. Lau hết đi. Dạ vâng ạ. Tranh thủ mà làm đi, đừng đây à. Lau dọn cho nó nhanh lên trước khi mẹ cô đi chợ về. Không đến lúc về bà nhìn thấy, bà lại bảo tôi là bắt lại em dâu. Vâng ạ, để em đi dọn luôn. Dọn dẹp với tôi trên cao kìa. Sắp xếp lại hết đi. Để chơi đi. Về thế cùng. Tôi bắt cái ghế lên mà đứng. Về làm dâu nhà cậu chưa bao lâu thì chị em mắt cậu đối xử với con tôi thế này à? Con xin lỗi mẹ, con không biết cô ấy mới sinh lại yếu như thế này. Sau ngày hôm nay tôi sẽ đón con gái tôi với cả cháu ngoại tôi về quê. Còn chị em các người ở đây mà sống ngấm lại
cho đúng cái lương tâm của mình đi. Này, bà nói chuyện quá đáng vừa vừa hay phải chứ nhá. Bà cứ làm như là tôi bắt nạt con gái bà ông bà ấy. Cô lại đây mà xem, vết máu nó chảy ra rồi đấy này. Con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ kiện các người ra tòa. Này, bà kiện cái gì mà bà kiện? Là cô ta tự ngã, chứ tôi có để cô ta đâu bà kiện. Cô ăn nói thế mà được à? Con gái tôi đẻ cả tháng nay, vết mổ mãi không lành, chỉ vì chị em nhà cậu bắt nó làm hết việc này đến việc nọ. Gái đẻ nhà người ta chỉ được người này người nọ giúp đỡ làm cho, ăn uống thì tầm bổ. Đằng này con gái tôi ăn uống nó không được tầm bổ rồi, lại còn sai làm hết việc này việc nọ, thì hỏi xem làm sao mà nó không lành được. Còn cô nữa đấy, cô cũng là phụ nữ, về sau cô cũng sinh, nếu gặp phải trường hợp như con gái tôi thì cô như thế nào? Gieo duyên nào sẽ gặp quả đấy đấy. Còn cậu nữa, con ngồi đấy à? Đi gọi cấp cứu đi. Vâng ạ, vâng thôi. Ôi ơi, về nhà với bố mẹ đi.